Chào tất cả quý vị bà con trên kênh Oanh Luân TV. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái vườn trái cây. Cái vườn trái cây của anh Hiển ở tại tổ dân phố 4B của thị trấn Đắc Hà. Đấy, đây là cái vườn cam được năm thứ 3. Đấy, và sầu riêng này, sầu riêng được năm thứ 3 bà con nhá. Đấy. Nhưng mà khi chúng tôi bước vào cái vườn trái cây của anh Hiển này á thì có một số cái cái vườn này có một số cái bệnh, như ví dụ như cái sầu riêng này là có cái hiện tượng đây là bây giờ nó đang bị chết bệnh sinh trưởng này. Chết cái đỉnh sinh trưởng là một, cái thứ hai nữa là bị là bọ trĩ rồi nhện đỏ đây. Nó đã làm cho đánh cho nát hẳn cái vườn đây. Đây, đây là bọ hiện tượng của nhện đỏ với bọ trĩ nhá. Đây, làm cho cái chết hết cả đỉnh sinh trưởng. Đây. Rồi cái thứ hai nữa là có những cây nó bị đây là bị tuyên trùng rễ. Cái bộ rễ bắt đầu nó bị khi mà cái bị tuyên trùng vào thì xâm nhập vào thì cây nó sẽ bị các cái rễ tơ hồng là chuyên nó đi nó không hút được cái sinh trưởng, nó gây ra là cái cây nó vàng như thế này đây. Đấy. Để tôi đi một vòng cho bà con biết được cái không gian của cái vườn này này. Tí nữa anh Luân TV sẽ đấy, tư vấn cho anh Hiển này về một số cái thuốc đặc trị cái một số bệnh ở trên cái vườn cam cũng như cái vườn sầu riêng của anh ở đây. Đấy. À, thì ý là nói để cho. Thì ý là cái vườn này thì mình mới mua lại đúng không? Vậy hả? Mua lại nhưng mà thật sự là mình cũng không biết làm nông thì mình không biết làm. Mua thứ nhất là để chơi cho vui, thứ hai là kiếm mấy đồng dưỡng già. Thực chất thì mình không biết làm cho nên sau bệnh nó ăn cây nó bị suy dinh dưỡng rồi chưa biết cách chăm sóc thì cũng nhờ mấy anh biệt danh là anh Luân. Biệt danh anh Luân TV. Anh Luân TV mà cái điều là đặc biệt ảnh là không phải là bác sĩ kỹ sư gì nhưng mà do ảnh làm màu chuyên nghiệp cho nên là ảnh rành về cái bệnh nè, sau bệnh đại khái là như vậy. Lý do gì nó suy rồi như thế nào đó nè, giờ nhà anh hướng dẫn đây. Thì cũng đang cải tạo lại theo cái cách thức của anh Luân. Thì cũng hy vọng là tháng sau hai tháng sau là cái vườn này nó sẽ khác, sẽ đẹp hơn. Rồi anh Luân TV xin chào tất cả bà con trên mọi miền đất nước. Hôm nay đến đây là được cái vườn anh của Hiển, thì đến đây tôi đã kiểm tra vườn. Thứ nhất là cái sâu bệnh hại nó tấn công, thứ hai nữa là cái bệnh là lở nấm của rễ ở dưới thân đập đến là không thể nuôi được cây mà làm ảnh hưởng đến vàng lá. Đây là dư thứ nhất là anh Tấn anh quay cái cây này. Cái cây này là anh đây. Chẳng như anh Hiển à. Anh Hiển này. Thì những cái cây này là chúng ta là những cái quả này mai chúng ta tiến hành cắt bộ. Thì những cái chúng ta là phải cắt bộ ngay. Đây vì là cái cây này cái bộ rễ nó hỏng. Đây là không thể hấp nuôi được hút được cái dinh dưỡng lên để nuôi trái. Và làm ảnh hưởng đến cái vàng lá này. Đây, cái vàng lá này bộ rễ này thì chúng ta dùng có biện pháp đây dùng biện pháp kích trị. Cái kích trị thì trên thị trường thì có nhiều là kích trị chẳng hạn như thằng Humic hoặc là thằng Jura thì nó cũng nó nhiều cái loại thuốc ở trên thị trường nó phân phối. Đấy, thứ hai nữa là cái cám này Tân anh quay kỹ là cái lá đây. Cái lá hình thức đây là hình thức đây. Đây. Vẻ bùa. Đây là sâu vẻ bùa này. Đây vẻ bùa. Thứ ba nữa là cái cám này là đây anh Tân anh để tôi vắt cho một quả anh đây ba con được biết là cái cám này là đang trên đường bị ghẻ. Bị ghẻ. Đây. Là những riêng cái bệnh ghẻ này thì ba con dùng thằng bán của dệt phun nồng được hoặc là thằng Ameta Top hoặc là Ridomin hoặc là các mình nhìn 3-4 thứ thì mình để phòng được. Thì nói chung là cái cám này anh Hiển ở đây anh Lợi anh chưa biết được vì là Hiển, anh Hiển. Thậm chí như cái vườn cám này thì làm hầu như bỏ hoang thì đến đây là thiếu cái dinh dưỡng đấy. Giờ cái biện pháp để mà thứ nhất là để phòng trừ nhện đỏ và chích chuột nhện đỏ và bọ trĩ để gây hại tấn công đến lá để làm cho không quang hợp được để làm cho cái lá nó mo lại đấy. Chán như cái lá này đấy thì những cái biện pháp đấy thì ba con nên dùng cái thuốc hoạt chất của Avamedin đây hoạt chất của thuốc muỗi đúng không hoạt chất đây là hoạt chất của đây là nao vu ba hoạt chất Avamedin nha 3.6 EC đây 3.6 EC thì cái thuốc này là dùng sinh học đây là rất là nồng độ rất là nhẹ đây phun là không ảnh hưởng gì đến trái và đến hoa. Đây còn thứ hai nữa là Penti chúng ta là phối lại là hai thứ này thì một cái này là dòng chích chút đấy cái này là rây gọi là rây lưng đẳng đấy mà cũng đặc biệt là về cái này trị được cái bọ trĩ và cái nhiệt độ rất là tốt
Đấy, trị được cái nhiệt độ rất là tốt. Khi khí độ chúng ta là như này thì như cái cam này anh nhiệt đúng không? Nhiệt. Nhiệt. Thì 10 ngày chúng ta phun làm một lần. Đấy, phong thời định kỳ chứ không phải là cái cam này chúng ta làm mà quán đâu. Nó rất chi là khó làm. Đây. Đấy thì đây đây là chúng ta là phải nên dùng thằng để kích thích cho rễ để những vọt đột để cho hàm cho chúng ta phun cái này vào. Thì chúng ta phun cái này 4 này vào để quản lý được cái côn trùng chích chuột ở trên cây. Thì chúng ta bốn phân vào thì nó sẽ ra được một cơ. Để sẽ ra được một đột mới. Đấy. Mà khi mà nó đã ra đột mới được đột mới thì không có côn trùng chích chuột thì cái lá rất chi là đẹp. Mà ra hoa đậu quả rất chi là dễ mà cây phát triển rất là nhanh. Đây là cái bộ đây phòng trừ chích chuột tân anh quay kỹ cho bà con được biết đây. Đây. Đây là bộ ra rễ và vọt đọt. Đây, để phân bón lá dùng phân bón lá cao cấp các con nhá. Đây. Đây là của công ty công nghiệp Việt Nam đúng không? À còn về cái một cái số bánh này. Đấy hầu như đây là rất chi là nhiều. À, một cái số bánh này thì anh lời là cái riêng cái bánh này. Hiển. Ờ là chúng ta là mua phân chuồng. Không được bón hóa học, riêng mà dưa mà bón hóa học vào làm bù thì cảm cháy đi. Mua phân chuồng chúng ta bổ đây. Cái trái gốc này. Đấy, lấp lại. Xong chúng ta dùng cái chỉ. Vì là cái cám này nói chung là nhiều người nào mà yếu tố của nó thì rất dễ làm. Giống chúng ta chiết đi. Đấy, chiết một cánh như nó phần sống. Nhưng để chúng ta phải chấm nó từ từ. Làm như cây này để cho ra một cái lớp rễ mới thì dùng cái thằng dù ra hoặc là thằng hùm bịt được. Thì chúng ta là tưới cám như cây vườn này thì chúng ta nên 3 ngày chúng ta tưới một. Vì cái mùa khô này. Và những cái cánh đây, cối kéo đây thì chúng ta phải cắt bỏ những cái cánh mới. Vì cái cây này nó suy dinh dưỡng là lâu rồi. Cái cây này là anh lời năm ngoái rất quả rất nhiều. Năm ngoái là những cây này rất quả rất nhiều làm ảnh hưởng đến cây. Đấy, làm ảnh hưởng đến cây này. Đó là một cái quá trình để chăm sóc. Còn ở dưới đất ấy, chúng ta là bỏ phân chuồng, chúng ta phun nấm trích cô được ma. Đây, phun nấm trích cô được ma để diệt nấm ở dưới đất. Những cái nấm là có lời là sống lại con những cái nấm của hại cho cây thì nó chết đi. Đó là cái biện pháp khắc phục ở trên cái vườn cám này. Thì những cái biện pháp mà đến vang lá, đến trùng lá thì anh Luân TV sẽ hướng dẫn sau. Sẽ hướng dẫn cho ba con sau. Đây, hướng dẫn lời sau. Những điều trước mắt là một cây này thì anh lời anh bổ. Anh Hiển. Anh Hiển. Ở 10 kỷ phân bò. Đấy, 10 kỷ phân chuông đấy. Để chúng ta, khi chúng ta bổ phân bổ xung quanh, chúng ta lại nấm cho cô được ba phun xong lấp đất lại. Riêng cây cam thì nó rất thích hợp với cái phân chuông. Đấy, phân chuông dơ là nếu mà tính phân chuông thì nó đủ rẻ. Còn mà giờ thời điểm này là phân hóa học rất cao. Đấy mà những điều phân chuông thì ăn được lâu dài, nó không tốt tức thôi. Những điều để mà sau này mà để mà cây này hấp thụ được cái phân chuông thì quả bóng và đẹp. Để tất cả một cái gì kỳ phân chuông ăn được lâu dài và làm cho đồ chứa nước trong đất rất cao. Nó làm cho đồ tới sụp. Thứ hai nữa làm cho quả bóng đẹp luôn. Đấy còn khi mà chúng ta để mà kích thích cho nó ra bông. Thì anh Lương tiếp theo, các lịch tiếp theo sẽ hướng dẫn cho anh Lời là từng tí một. Đấy. Để làm cho nó tốt quá đó, để đạt cho tỷ lệ cho năng suất. Đây, anh Tân anh quay không gian cho ba con được biết đó. Rồi, từ bắt cháu lời đâu. Đây, anh Hiện Hiện. Không, lợi cũng được, lợi thì lợi. Hồi xưa là mình là kinh doanh xe du lịch. Cho nên là mình lấy cái tên là Đồng Lợi. Vậy à. Nhưng mà bây giờ là bỏ xe du lịch. Rồi. Nghỉ về hưu để làm vườn. Rồi, đây là cái vườn cám của anh Lời nhá. Đây, hồi xưa là mình là xe du lịch là Đồng Lợi. Như anh chia sẻ là anh có thể tên Lợi cũng được mà gọi tên Hiển được đúng không ạ? Lợi có nghĩa là hồi xưa là mình có công ty vận tải Đồng Lợi. Nhưng mà bây giờ mình nói chung là giải thể cái công ty vận tải Đồng Lợi. Nói chung là cũng có trên YouTube cũng có Đồng Lợi. Sau này rồi mình cũng nghỉ bên cái ngành du lịch. Chuyển qua là cây ăn trái về tuổi già rồi đó cho con cháu rồi nó hái mấy trái này. Rồi, cảm ơn anh ạ. Rồi, tình tình anh quay không gian cho bà con được biết đâu. Đây thì không gian tôi đi lại một lần nữa, một vòng nữa cho bà con biết được là thì như lúc này chia sẻ chỗ của anh Luân TV ấy. Đấy, đây một số cái cơ này nó ra thì ra phải là bị chích hút với là bị nhện này, rồi là đâm ra nó cũng làm cho cái cây cam là nó không phát triển được. Đây, nó chun lại hết này, những cái nào bị đứt chết đỉnh sinh trưởng, nó ra phát triển chết đỉnh sinh trưởng luôn này. Đấy, các con thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Đấy, thôi thì clip đến đây anh Luân TV xin tạm dừng, chào tất cả bà con.